Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Tâm Linh Việt. Hôm nay Tâm Linh Việt xin tiếp tục gửi đến quý vị một câu chuyện tâm linh. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Ở một làng quê nghèo, nhưng yên ả, cuộc sống của mọi người cứ thế yên bình trôi đi. Từ đằng xa anh dậu đang vác củi đi đến, mồ hôi túa ra ướt đẫm bởi trời đang nắng gai gắt. Anh đặt bó củi ấy vào vị trí sát góc sân. Chị Sửu đon đả đi ra mang cho anh ly nước, sởi lời mời anh dậu đến rồi ạ à, có mệt không anh anh dậu với nhà chị sửu là chỗ quen biết vì anh hay bỏ củi cho nhà chị lâu nay nhận ly nước trên tay chị anh dậu cười cảm ơn cô tôi không sao quen rồi chị sửu cũng không ngại ngần mà lấy vạt áo tay mình thấm mồ hôi trên trán cho anh anh ái ngại né ra trong nhà có tiếng vọng lại ai đấy hả sửu chị sửu nghe mẹ gọi nên lớn tiếng trả lời anh dậu mang củi sang mẹ ạ à? ừ để mẹ ra trả tiền vâng chị sửu cứ đứng đấy ngắm nhìn anh chăm chú chị thích anh thích chết đi được dẫu biết anh đã có vợ và con nhưng cái nét đàn ông của anh lại thêm thái độ dịu dàng nó cứ khiến chị chết mê đi được mẹ chị sửu lúc này cũng vừa đi ra ngoài mang tiền trả cho anh dậu nhận tiền xong anh cũng lịch sự chào rồi mới ra về mẹ chị nhắc nhở con nhìn gì mà nhìn người ta vợ con rồi đấy còn con nữa mai mốt bố mẹ cũng kiếm mối gà con đi thôi cũng đến tuổi lấy chồng rồi chứ ít gì chị sử ôm vào tay mẹ nũng nịu mẹ đừng nói bố biết con thương anh dậu thật mẹ ạ à. bé cái mồm thôi muốn bố mày đánh chết à như thế gọi là lăn loàn đấy biết không con biết, nhưng làm sao được đây hả mẹ? Con thương anh dậu nhiều lắm. Trai tân thiếu gì mà lại không thương? Đi thương ngay người có vợ thế hả con? Mà con cũng con gái non mơn mởn chứ có phải là gái nạ dòng đâu. Cái duyên nó thế, khó nói lắm mẹ ạ. À. Lấy người mình không yêu thì sống như thế nào hả mẹ? Mẹ chị Sửu chỉ len lén thở dài. Xưa bà lấy ông cũng có yêu đương gì đâu. Lúc đấy bà cũng độ tầm 14 hay 15 thôi ngày cưới mới biết mặt ông mà ở với nhau thời gian cũng có mấy đứa con đấy thôi, nào biết yêu thương là gì đâu. Mà bà sinh cho ông hẳn mấy người con trai, chỉ có chị Sửu là gái duy nhất nên bà cũng có phần yêu thương nhiều hơn. Bà nắm lấy tay chị Sửu vỗ về. Con thương nó, nhưng nó không thương con thì được gì? Đàn ông nhà giàu thì năm vợ, bảy vợ. Đàn ông nhà nghèo như nó thì có dám nạp thêm không? Mà con ở đó mơ tưởng chị dậu vô thức buộc miệng thì miễn vợ anh ấy không còn nữa là được chứ gì cứ nghĩ con nói vẩn vơ nên mẹ chị xử lại dục thôi thôi không nói linh tinh nữa vào nhà lo cơm nước sắp chưa rồi con ạ à. vâng mẹ chị Sửu chỉ nghĩ chị ấy nói vu vơ cho vui thôi đâu biết chị ấy đã có suy tính từ trước chỉ là chưa biết cách nào để làm cho vợ anh dậu biến mất nữa mà thôi nhận tiền xong anh dậu liền về nhà vừa thấy anh nơi cổng chị tí mừng hớn hở về rồi hả anh ừ anh mới về đây nói rồi anh dậu vào ẵm lấy cô con gái mới tầm một tuổi đang nằm chơi bên chiếu ngay chỗ chị tí lấy tơ dệt vải nựng nịu tấm của bố ơi nay có ngoan không Chị tí liền rót cho anh ly nước rồi lấy cái quạt mo quạt cho anh nữa. Em dệt xong mấy sấp vải này, bán đi cuối năm cũng có được cái tết no đủ anh ạ à. việc chính có anh lo rồi em không cần vất vả nhiều đâu em muốn phụ anh mà em cũng sợ anh vất vả lắm thôi anh chơi với con em ra sau nấu cơm nhé ừ anh biết rồi trong ngôi nhà nhỏ tuy đơn sơ nhưng hai vợ chồng họ sống rất hạnh phúc vui vẻ ai đó mách bảo chị sửu một mình băng qua cánh đồng lớn đi sâu ra phía ngoài nơi họ chỉ có ông thầy bùa cao tay ấn lắm giữa đồng không mông quạnh con đường vào đây xung quanh cũng đầy mồ mả nhưng vì mục đích tuy hơi sợ nhưng chị sửu vẫn đi vào ở đây có một nhà tạm lụp sụp xung quanh trồng nhiều chậu hoa rất lạ cánh hoa đỏ rực như máu chị sửu đi thẳng mà không dám động vào cái gì đến ngay cửa gõ và gọi cộc cộc có ai ở nhà không gọi đến mấy lần nhưng không thấy ai mở cửa nghĩ không có người ở nhà nên chị sửu định đi về âm thanh đằng sau vang lên chị sửu giật mình quay lại cạch cạch một người đàn ông gầy gò ăn mặc kỳ dị đặc biệt trên lưng ông ấy có một khối u to khiến lưng ông ấy bị gập xuống khuôn mặt cũng có nhiều dị tật không được bình thường hèn gì mà ai cũng xa lánh ông ấy nhìn chị sửu rồi hỏi cô tìm ai Chị Sửu ái ngại nhưng vẫn tiến lại hỏi. Tôi tìm thầy Lữ. Mời vào. Nói rồi người đó quay lưng đi vào. Chị Sửu vừa đi vào theo nhưng cũng vừa cảnh giác. Bên trong nhà mọi thứ rất lộn xộn. Thậm chí có mùi gì đó sọc lên mũi rất khó chịu về độ hôi thối. Người đó ngồi lên tấm vài cũ sờn. Chắc đó là chỗ ngủ rồi nói. Tôi là Lữ. Cô tìm tôi có việc gì? chị sửu đặt mấy hào trước mặt rồi nói tôi muốn cho một người biến mất số này đủ không ông lữ nhìn số tiền đó rồi gật đầu tâm này đủ rồi cô muốn họ biến mất thế nào kiểu như bệnh chết hay phát điên lên mà chết ấy vậy cô lấy tóc của người đó rồi mang qua đây cho tôi tôi biết rồi nói xong chị sửu chào ông lữ rồi ra về ra khỏi cái nơi bốc mùi gớm ghiếc ấy chị mới tranh thủ hít thở không khí trong lành nãy giờ chị cố gắng nín thở được lúc nào hay lúc ấy thôi ngày hôm sau chị sửu mang theo ít gạo tìm đường đến nhà của anh dậu hỏi mọi người thì họ cũng chỉ cho chị tìm được nhà đến nơi chỉ thấy chị tý và con gái ở nhà mà thôi vào đến nơi chị sửu vừa hỏi thăm đây có phải nhà anh dậu không chị tý thấy có người tìm chồng mình nên hơi ngạc nhiên vâng chị tìm chồng tôi có việc gì không chị sửu nhìn chị tý một lượt từ trên xuống dưới chị tý trẻ đẹp da trắng tóc đen môi đỏ nhìn thế này đến chị còn mê nói gì anh dậu chị sửu cố gắng dịu giọng chị là vợ anh dậu phải không anh dậu hay bỏ củi cho nhà tôi chỗ thầy hạ ấy Nghe mẹ tôi nói chị bị ốm nên mẹ tôi sai tôi mang ít gạo sang thăm chị. Ấy chết, phiền chị quá. Tôi nào có ốm đau gì đâu. Chị mang về cho. Giờ cũng lỡ mang xuống đây rồi, thôi chị cũng nhận cho. Cất công tôi lại mang về. Vâng, tôi cảm ơn chị. Mời chị ngồi qua đây uống với tôi chén nước. Vâng. Chị tí cất gạo sang một bên, rồi ngồi vào cái chiếu bên cạnh. Rót cho chị xử chén nước rồi đưa tay đẩy đưa cái nôi cho con tấm ngủ chị sửu lại hỏi chuyện anh chị ở đây một mình thôi à vâng tại bố mẹ anh cũng ở gần đây nhà đông con nên anh cũng không cần ở với ông bà nói chuyện một lúc chị sửu tìm cách áp sát lại chỗ của chị tý tìm cách lấy sợi tóc ôi chị ngồi im phía sau chị có con sâu này tôi lấy hộ cho chị tý cũng ngây thơ quay người sang cho chị Sửu bắt sâu. Chị Sửu nhanh trí lấy đi sợi tóc vươn trên áo của chị Tí. rồi cười. Ôi, tôi hoa mắt, nhìn nhầm. Thôi tôi tranh thủ về đây kẻo muộn. Vâng, tôi chào chị. Cảm ơn chị nhiều lắm. Chị Tí nhìn bóng chị Sửu đi khuất, miệng khẽ mỉm cười nghĩ trên đời này sao có người tốt quá. Nhưng cô đâu biết, sóng gió bão rông sắp đổ ập xuống đầu cô. Lấy được sợi tóc, chị sửu cất cẩn thận vào khăn tay rồi đi thẳng ra chỗ ông thầy lữ gặp ông ấy chị sửu liền đưa sợi tóc ra đây là tóc ông lữ cầm tóc rồi hỏi lại cô muốn người ta biến mất thế nào cái nào cũng được càng nhanh càng tốt nói rồi chị sửu lại bỏ ra một số tiền nữa để ông lữ làm cho nhanh việc ông lữ nhận tiền xong quay ra sau mở cái dương gỗ cũ kỹ trong đó có những thứ kỳ lạ. Ông ấy lấy ra một con hình nộm bằng vải. Ông lấy sợi tóc đó nhét vào con hình nộm rồi khâu lại. Sau đó vẽ lên nó vài ký tự ngoan nghèo và cho nó vào một cái túi vải rồi đưa cho chị Sửu. Mang nó về. 12 giờ đêm, lấy cây kim trong bọc, thấm vào dầu xác rồi đâm vào đầu vào người của hình nộm. Tầm 5 phút. Vừa đâm vừa nguyền rủa, đảm bảo năm hôm thôi, họ chết tươi. Dầu xác là gì? Cô không cần biết đâu. Chị Sửu khá hài lòng vì điều đó, lại cố gắng trả thêm tiền để ông Lữ im miệng. Tôi chưa từng đến gặp ông phải không? Đúng rồi, tôi không biết cô là ai mà nhớ. Đúng năm hôm mang tất cả đi đốt. Tôi biết rồi. Chào ông. Chị Sửu ra khỏi nhà của ông Lữ, trời cũng dần chuyển tối, nên chị cố gắng về nhanh chị sửu đi rồi ông lữ mới cất mọi thứ vào dương gỗ xếp mấy chai dầu xác ít ỏi cẩn thận cái này khó lấy lắm phải đốt xác người rồi ngồi canh cho dầu chảy ra rồi lấy không cẩn thận dễ bị phỏng lắm bởi lửa rất nóng chứ mà đốt xong thì mọi thứ khô quắp queo không còn gì nữa mà xác ở đây cũng không cần phải giết người đào mộ đâu ở đây dân đói chết ngay ngoài đường ông mang về ông đốt rồi thì xương cốt của họ ông đập vụn ra bón vào những cây huyết ngải ông nuôi tối hôm đó đợi mọi người ngủ hết chị sửu mới mang mọi thứ vào bếp để làm bếp ở ngoài hiên cách xa nhà sẽ không ai nghe thấy chị sửu để ngọn đèn quả trứng le lói sau đó lấy cây kim thấm vào cái chai đựng dầu xác nhỏ chất dầu dẻo nhẹo bám dính vào kim lúc này nhìn chị sửu không khác gì con quỷ dữ vừa đâm vào hình nộm vải vừa đai nghiến chết đi. Mày chết đi. Lúc này, chị tí đang ngủ ngon, bỗng nhiên trong đầu đau đớn lạ kỳ, đau khủng khiếp lắm, chị ôm đầu hét lên. A a a, đau quá, đau quá. Anh dậu thấy vợ bị đau đột ngột, hốt hoảng ôm lấy vợ. Tí, em sao thế? Nói anh nghe. Chị tí hất anh dậu ra, lăn luôn xuống đất, vừa ôm đầu vừa khóc thét con tấm nghe tiếng lớn cũng giật mình khóc thét lên anh dậu rơi vào thế khó vừa con vừa vợ anh làm sao mà quán xuyến được nhưng con khóc do hoảng nên anh quan tâm vợ trước tí sao lại đau để anh đi gọi thầy lang anh dậu ôm lấy con tấm vọt đi trong đêm anh châm ngọn đuốc rồi mới rời đi anh chạy nhanh sang nhà mẹ mình nhờ gọi thầy lang giúp anh lại vội vàng quay về về đến nơi anh lại thấy vợ nằm trên giường nghỉ ngơi, như chưa hề có chuyện gì. "Tí, em sao rồi? Còn đau không?" "Anh ơi, em không đau nữa." Tự dưng nó biến hẳn như chưa từng bị đau vậy. "Sao mà kỳ lạ quá? Lúc nãy anh thấy em đau đến lăn lộn kia mà." "Em cũng không rõ. Nó đau như bị kim chích anh ạ, à, đau khắp cơ thể nữa." "Không hiểu em bị bệnh gì. Còn đâu anh?" anh gửi bên mẹ. Lúc sau thầy lang cũng tới, mẹ và anh em của anh dậu cũng tới. Thấy chị tí không sao họ lại về, chị tí và anh dậu lại ẵm con tấm ngủ ngon lành. Sáng hôm sau, vì lo lắng cho vợ nên anh dậu nhắc nhở. Để anh trông con tấm cho, em đi sang thầy lang khám xem sao. Chị tí tay thoăn thoát dệt vải, miệng mỉm cười. Không sao anh ạ, à, chắc do trời chuyển thôi mình phải tiết kiệm còn bao nhiêu loại thuế nữa anh biết nhưng thấy em tối qua anh lo lắng lắm em không sao thật mà em khỏe đây này nói rồi chị tý lại tiếp tục dệt vải đêm nay mọi chuyện của đêm hôm qua nay lại bắt đầu chị tý lại ôm đầu lăn lộn kêu gào đau quá đau chết mất chị tý đau đến nỗi chỉ muốn đập đầu chết quách cho xong bởi trong đầu chị toàn thân chị như có con gì đâm cắn nhìn vợ lăn lộn quằn quại nước mắt như mưa anh dậu lại chạy đi mời thầy lang trong đêm nhưng kết quả lại như hôm qua không có gì thay đổi nghĩ vợ chồng anh dậu trêu thầy lang bực lắm quát đêm hôm không để ai ngủ mà lại đùa thế à anh dậu luống cuống xin thầy nhà con không đùa đâu cô ấy đau thật lăn lóc ra cả đất chị tí lên tiếng thiều thảo con đau thật thầy ạ à. hôm qua cũng giờ này đầu con toàn thân con đau lắm như bị kim chích vì là một thầy thuốc có giận lắm nhưng thầy lang không thể bỏ mặc bệnh nhân của mình thầy lang lại ngồi bên chỗ chị tí nằm rồi bắt mạch khám cho chị tí lạ thật mạch tượng bình thường có sao đâu mai sang tôi kê cho ít thuốc đau đầu vâng con cảm ơn thầy con phiền thầy rồi, tôi về. anh dậu nhanh nhẩu chạy ra tiễn thầy lang một đoạn. lúc này mẹ chồng chị tí mới khuyên can, con ốm thế hay cứ nghĩ đi vài hôm, để đấy mẹ dệt hộ cho. con không sao mẹ ạ. À. qua cơn thì nó lại bình thường ngay. giữ sức khỏe mà còn chăm con tấm nữa con ạ. À. vâng, con biết rồi. anh dậu tiễn nốt mẹ và họ hàng rồi lại vào giường ngủ cùng mẹ con chị tí rồi đêm thứ ba, thứ tư, thứ năm. Lần này chị tí thật sự không chịu nổi nữa. Chị tưởng tượng rằng trong não chị là bao nhiêu con run con giỏi thi nhau bỏ trường. Đau lắm. Chị đau phát cáu Đau muốn điên dại Anh dậu hoang mang lắm. Không biết làm thế nào cho vợ hết đau. Cứ cố gắng nắm lấy tay chị tí an ủi. Cố lên em. Lát nữa sẽ hết thôi. Tránh ra. Tránh xa tôi ra để tôi chết. A a a. Lần này cơn đau không kéo dài 5 phút như mọi khi mà nó kéo dài hơn. Thấy tình hình không ổn anh dậu lại định chạy đi gọi thầy lang. Bụp. Tiếng đập mạnh phía sau khiến anh quay người lại. Chị tí vì không chịu nổi đã đập đầu vào cục đá kê bàn. Mũi nhọn của đá khoét sâu một lỗ chỗ chán chị. Máu me chảy ra be bé bét. Xung quanh vết thương có miếng nhầy nhầy như óc chảy ra. Mắt trắng dã trợn ngược. Chị không kịp chăn chối thêm gì với anh. Anh dậu hoảng lắm định chạy lại ôm lấy vợ. Nhưng từ tai, từ mũi, từ miệng. Có máu đen sền sệt chảy ra. Trong máu có loãng của dầu. Và điều kinh khủng nhất là những con run nhỏ như cây kim thi nhau túa ra. Bỏ đi mọi nơi. Lúc này anh mới dám ôm lấy xác vợ khóc lóc kêu gào. Em ơi là em. Sao em lại làm thế? Sao lại bỏ bố con anh lại hả em? con tấm như cũng cảm nhận được sự mất mát to lớn. Nó cũng gân người khóc toáng lên. Đêm hôm trời đêm yên tĩnh, tiếng khóc tiếng ai oán của bố con anh dậu khiến hàng xóm từ xa nghe thấy cùng kéo nhau chạy đến. Lúc này, ở nhà của chị Sửu thì chị ấy đang nở nụ cười mãn nguyện cùng sự thâm độc. Chị nhóm bếp cho tất cả mọi thứ vào lửa đốt theo lời ông Lữ. Đốt được một lúc thì cái mùi tanh tưởi gớm ghiếc ở đâu trong đám cháy bốc lên. Chị cố gắng bịt mũi, đốt nhanh rồi đi vào nhà ngủ như chưa có gì xảy ra. Đám tang chị tí diễn ra nhanh sau đó, cả cơ thể thâm tím của chị được bọc lại bởi một chiếc chiếu cũ, rồi chôn cất phía sau gần nhà. Vợ mất, con còn nhỏ khiến anh dậu như bị suy sụp. Anh cảm thấy thế giới này tẻ nhạt vì không còn cô vợ đầu ấp tay gối nữa. Sau đám tang vợ mấy hôm anh bắt đầu uống rượu, chỉ cảm thấy lúc say nó nới làm anh hết cô đơn và đau đớn trong tâm mấy hôm sau chị sửu tìm đến tận nhà anh thấy anh bê tha ủ rũ chị sửu ngây ngô an ủi thôi anh ạ à, người mất cũng đã mất rồi giờ có đau buồn chị ấy cũng không sống lại được nữa anh dậu thất thần đưa đôi mắt buồn nhìn xa xăm ra không gian bên ngoài không còn buồn trả lời chị sửu chị sửu lại an ủi người ta nói gà chuột không nhốt chung một chuồng Duyên phận anh chị chỉ đến thế thôi. Anh cố gắng mạnh mẽ lên mà còn lo cho con nữa. Anh dậu chỉ len lén thở dài, đưa chai rượu lên nốc một hơi. Từ ngày chị tí mất, chị xử rất siêng lên xuống nhà anh dậu, nấu bữa cơm, quét cái nhà. Còn chăm bẵm cưng nựng con tấm, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Hơn năm sau chị xử chính thức thành vợ hai của anh dậu. Sau đó họ cũng hạ sinh một cô con gái xinh đẹp và đặt tên là Cám. Bảy năm sau, chị Sửu đi quanh trong nhà, không tìm thấy Tấm đâu. Chị bực lắm, mặt đỏ ao, sắn cả tay áo lên đi ra trước hiên nhà gào lớn. Tấm, mày đâu rồi? Mày trốn việc đi chơi rồi hả? Tấm. Nghe tiếng gì Sửu gọi, Tấm lật đật từ mộ mẹ mình chạy về, bởi mộ mẹ Tấm chỉ nằm ngay sau nhà. Vừa về đến nhà, Tấm hớt hơ hớt hãi thưa. Dì gọi con ạ. À? nhìn thấy tấm máu nóng trong người chị Sửu lại dâng lên những tưởng lấy được chồng người thì chị sẽ có cuộc sống hạnh phúc đến già nhưng đâu ngờ anh dậu vắng số lại chết trẻ chị lại hóa thành quá bụa vào cái tuổi xuân mơn mởn chị Sửu đi lại véo vào tai tấm đến đỏ ao mày làm cái gì mà suốt ngày chạy ra ngoài đấy mày không sợ ma quỷ nó vật mày chết à bao nhiêu việc mày làm xong chưa cơm nước mày nấu xong chưa hả tấm đau lắm đưa tay lên xoa xoa vào lỗ tai. Đau con gì ơi? Con làm hết việc rồi gì ạ? À? Mày lo dọn cơm lên cho con tao ăn. Nó sắp dậy rồi đấy. Đi hâm đồ lại đi. Vâng, vâng. Tấm đi nhanh vào bếp. Khẽ đưa tay quệt đi nước mắt. Từ ngày bố mất, bao nhiêu việc nhà gì xử đều đổ dồn hết lên vai tấm. Không những thế lại có những trận đòn vô cớ dáng vào tấm bất ngờ. Mồ côi ba ăn cơm với cá, một côi mẹ lót lá nằm đường còn riêng tấm thì cả bố và mẹ đều không còn nữa tuổi thân lắm nhưng đành chịu quát mắng tấm xong chị sửu đi vào phòng nơi cái giường có cô con gái cưng của chị đang ngủ chị lại ôm lấy rồi hôn hôn hít hít nượng nịu dậy thôi công chúa của mẹ ăn xong rồi hãy ngủ tiếp bỏ bữa không tốt đâu con ạ à. cám ngủ còn chưa đã giấc nên cứ lăn qua lăn lại ứ ừ, con ngủ thêm tí nữa ngoan mẹ thương cuối cùng chị sửu cũng lôi được con gái cưng dậy khỏi giường sau đó gọi lớn ra ngoài tấm mang nước ấm cho con tao rửa mặt vâng ạ à. tấm khệ nệ bưng chậu nước vào rồi để xuống đất nhưng cũng không vội đi vì mãi ngắm nhìn gì sửu vấn tóc cho em cám tấm thích lắm mẹ mất sớm nên tấm chưa được một lần mẹ vấn tóc cho chưa được một lần mẹ ôm vào lòng cưng đựng vấn tóc xong Chị Sửu còn lau mặt cho cám rồi còn đút cơm cho cám ăn nữa. Hai mẹ con họ ăn xong, tấm lại dọn mâm xuống. Trên mâm còn lại cơm thừa canh cặn thì lúc này tấm mới được ăn. Công việc mỗi ngày của tấm đều trôi qua như thế. Không những bị gì Sửu chèn ép. Đến em cám cũng hất hủi. Chê bai tấm. Tấm cô đơn lắm. Chỉ làm bạn với con trâu. Làm bạn với cái bếp. Làm bạn với cái chuỗi. Mà thôi. Hôm ấy, sau khi xong việc, Tấm lại dẫn Châu ra ngoài cho ăn cỏ. Tấm thấy có một ông cụ nằm ven đường nên vội lại xem. "Ông ơi, ông sao thế hả ông?" Ông cụ run run, giọng thều thào. "Tao đói, đói quá." Không ngần ngại, Tấm lấy củ khoai mang theo cho ông cụ ăn, rồi cố gắng đỡ ông cụ dậy. Nhưng trên lưng ông ấy có một khối u lớn, nên Tấm cũng không biết ông ấy có ngồi được không ông ăn đỡ củ khoai đi nhà ông ở đâu sao ông lại nằm đây ông cụ nhai ngấu nghiến củ khoai nóng mà tấm đưa cho có lẽ mấy ngày rồi ông cụ chưa được ăn gì nhà tao tụi nó đốt hết cả rồi khốn kiếp tụi nó còn đánh tao thế này tao thề tao mà còn sống tao vật chết cả làng nó tấm còn bé lắm nên không hiểu những gì ông cụ ấy nói nhưng công việc chăn trâu cũng không thể chậm trễ thêm nếu về trễ kiểu gì tấm cũng bị dì sửu đánh cho thừa sống thiếu chết tấm mới nói với ông cụ thế giờ ông ở đâu cháu đưa ông đi cháu còn phải đi chăn trâu nữa về trễ gì cháu đánh cháu mất sau khi có củ khoai vào bụng cái bụng mấy hôm không có gì ăn cũng coi như được lót giả ông cụ đưa mắt nhìn lên trời rồi thở dài than ngắn tao bây giờ đâu đâu cũng là nhà tấm gợi ý hay cháu đưa ông qua cái miếu hoang dưới kia ở tạm ở đấy giờ không có thờ ai nữa bỏ hoang lâu rồi ông ở đấy cho khỏi mưa khỏi gió sáng cháu đi chăn trâu cháu mang đồ ăn cho ông chiều cháu đi cắt cỏ cháu mang đồ ăn cho ông chứ ông cũng mồ côi giống cháu cháu thương ông lắm ông cụ nhìn tấm một lúc rồi khẽ hỏi mày tên gì nghe ông cụ hỏi tấm vui vẻ trả lời cháu tên tấm ông tên gì ạ à? tao lên lữ vâng ông lữ ông lên lưng châu cháu đưa ông xuống kia ông lữ kiếm cái cây khô gần đó rồi chống đứng dậy lết thết đi theo tấm mày thấy tao thế này có leo được lên lưng châu không tấm nghe thế lại nhìn lại ông lữ mặt hơi cúi cháu xin lỗi ạ à? được rồi trên quãng đường ngắn xuống tới miếu hoang Tấm và ông Lữ đã nói với nhau biết bao nhiêu chuyện. Lâu lắm rồi, Tấm mới có bạn nói chuyện vưu y như thế. Chứ có nội có ngoại, nhưng gì xử không cho Tấm qua lại. Từ khi có ông Lữ làm bạn, Tấm cũng đỡ buồn hơn hẳn. Mặc dù bữa ăn của cô bị chia nửa, ít ra cô cảm thấy trên đời này có người thân với mình. Ít ra có người quan tâm yêu thương cô. Ít ra có người binh vực và muốn trả thù cho cô. Khi cô bị mẹ con dì sửu hành hạ, cô mặc kệ. Họ là mẹ con. Mất đi ai người kia cũng buồn. Bởi cô đã trải qua nên cô biết được nó như thế nào. Ông Lữ muốn dạy cho cô những gì ông biết. Nhưng cô quá lương thiện nên không hợp với cái nghề của ông. Nhưng ít ra giờ ông có một cô con gái nuôi. Có một ngôi nhà cũ tự dựng tạm bợ. Thật ra nó là cái lều tạm thì đúng hơn. Hôm nay cũng như những ngày khác. Sáng ra tấm mang cho ông Lữ chút cháo nóng, vì mấy hôm nay ông không được khỏe tấm cuối người đi vào túp lều tạm đặt chén cháo cô để trong chiếc làn xuống rồi lại đỡ ông lữ ngồi dậy bố ơi bố dậy ăn chút cháo nhé nay gà nhà nó đẻ sáng ra con trộm lấy một quả để thêm đồ ăn cho bố ôi cái lưng già nua của tôi tấm lấy chén cháo đưa cho ông lữ ăn rồi lui về sau bóp vai bóp lưng cho ông ông lữ sống trong cái lều tạm trong rừng sâu nên cũng không mấy ai để ý đến ăn xong chén cháo ông lữ liền lấy trong đống đồ nghề ra một hình nhân bằng vải rồi nói với tấm đưa ngón tay con đây làm gì hả bố cứ đưa đây nào tấm đưa bàn tay thon dài nhưng có phần thô giáp về phía ông lữ ông ấy lấy con dao nhỏ cắt nhẹ một đường máu chảy xuống hình nhân vải màu trắng mấy giọt rồi ông lữ lấy vài cuốn vết thương nhỏ cho Tấm. Tấm vẫn nhíu mày thắc mắc. Làm vậy làm gì hả bố? Cái này bố giữ cho con một mạng. À, sau này không được uống nước bên làng hạ nghe không? Vâng, con có đi đâu qua đấy đâu mà uống. Tấm cũng chỉ nhìn thôi, không hiểu gì. Sau đó Tấm vội vàng rời khỏi đó, vì còn công việc nhà phải lo. Khi Tấm đi rồi, ông Lữ mới đi ra phía sau túp lều đào đào bới bới gì đấy. Được một lúc ông mang lên một cái hủ nhỏ, phía bên trong là một thứ nước màu đen gì đó. Ông Lữ nhìn cái hủ nhỏ rồi cười khỉnh khạch. Vì cái này mà tao phải chờ ngần ấy năm. Nói rồi ông Lữ giấu cái hủ nhỏ vào người, rồi một mình chống gậy đi đến con suối, nơi nguồn nước của làng hạ. Nơi mà bọn người độc ác đánh đuổi ông, nơi mà bọn người độc ác đốt nhà ông nay ông sẽ trừng trị bọn họ. Một thời gian sau, tin tức dịch bệnh của làng hạ mỗi ngày đều được truyền đến tai vua. Mấy hôm nay, nhà vua cũng mất ăn mất ngủ rất nhiều. Người là một vị vua trẻ, lại yêu thương dân nên nỗi lo cứ oàn nặng lên vai người. Đang ngồi nghỉ ngơi một lát, thông tin lại được mang về. Nhà vua lập tức mở thư ra xem, đôi mày phượng nhíu lại căng thẳng, tức đến nỗi nhà vua đập tay lên bàn thật mạnh. Dầm sao lại có thể như thế được chứ châu bò heo gà gì chết hàng loạt người cũng lăn ra chết người đều bị nổi hạch như da cóc cây cối mùa màng đều tàn lụi cuối cùng thì làng đó là bị dịch bệnh gì thấy nhà vua căng thẳng thái giám cũng không dám khuyên ngăn các quan trong triều mới đưa ra thêm nhiều lời giải thích phân bùa có thể bệnh dịch nặng quá nên các quan thái y cũng chưa tìm được thuốc Vậy đợi bọn họ chết sạch mới tìm ra được thuốc sao? Rồi còn nguyên nhân, đã tìm được nguyên nhân gây bệnh chưa? Vẫn chưa ạ. À? Nhà vua lại thở dài rồi tuyên bố bãi triều. Lần này đích thân nhà vua sẽ tự mình đi tìm nguyên nhân, nếu đợi thì chắc không đợi được nữa, chỉ còn cách là lén ra ngoài mà thôi. Ngôi làng hạ lúc này tiêu điều sơ xác, xác chết quá nhiều, có người được chôn cất nhưng có người lại không xác chết nằm mọi nơi, bốc mùi thối rửa, không riêng chỉ xác người và xác động vật. Dân làng hạ sợ hãi bỏ làng, tối chạy đi khắp nơi, nhưng những người vùng khác đều sợ nên không cho bọn họ tá túc. Nhà vua phải dồn họ vào một vùng riêng cho họ ở và cung cấp lương thực cho họ nữa. Nhưng trên thực tế, những gì vua làm cho dân đều không đến được người dân. Dân ở đây không hề được đi nơi khác, mà bọn họ vẫn bị giam giữ trong làng. Lương thực cũng không đến tay dân khiến dân chết đói hàng loạt. Nhà vua đau lòng, nhưng vẫn giận lắm. Chuyến này về nhà vua nhất định sẽ đem quan huyện vùng này phạt thật nặng. Cũng may làng Hạ Cách làng của Tấm cũng xa, nên mọi sinh hoạt ở đây diễn ra bình thường. Tấm năm nay cũng vừa tròn 16, cái tuổi đẹp giống như cô vậy. Bao trai làng muốn đến xin cưới cô làm vợ, nhưng ai cũng sợ đụng đến mụ đàn bà đanh đá, lòng dạ như rắn của dì Sửu. Khi xong việc về nhà, vô tình thấy dì Sửu cùng em cám xăm xuê cái yếm đỏ rất đẹp. Tấm nhìn cũng thích lắm, nên lý nhí lên tiếng. Dì ơi, dì có thể cho con một cái không gì? Con cũng thích cái yếm đỏ lắm. Cám nhìn tấm rồi nhét miệng cười khinh bỉ. Chị xem lại cái nhan sắc chị đi, cái loại ếch nhái mà đua đòi với thiên Nga. Để chứng tỏ mình là một người công bằng, và muốn chứng rằng con gái của mình cũng không phải loại ăn không ngồi rồi như thiên hạ hay đồn di sửu nháy mắt với cám rồi bắt đầu lên giọng thôi được rồi nay con tấm cũng lớn rồi cũng nên có đồ mới chứ nhỉ tấm nghe thế vui lắm con cám tỏ ra cáu kỉnh kìa mẹ im nào vừa nói di sửu vừa vỗ nhẹ vào tay cám giờ hai đứa ra ao bắt cá ai bắt được nhiều tôm cá nhất về sẽ có thưởng. Đó chính là cái yếm đỏ xinh đẹp này. Con cảm ơn gì? Tấm vui vẻ, lấy giỏ đựng cá rồi đi ngay. Cám phụng phịu đi sau. Con biết gì cá với tôm, mẹ cứ nói con phải đi bắt. Bùn dính dơ váy, rồi xấu cả tay đẹp của con thì làm sao? Dì sử vuốt ve đôi má ửng hồng của con gái, giọng dịu dàng. Con thông minh giống mẹ mà phải không? hai mẹ con nhìn nhau cười nham hiểm rồi cám cũng chậm rãi theo sau đây là công việc hàng ngày của tấm nên bắt một loáng thì giỏ cũng gần đầy còn cám chỉ ngồi trên bờ vui chơi hát hò đến lúc về cám mới nói với tấm ui đầu tóc chị dơ thế này dính bùn tùm lung mau ra kia tắm gội đi về dơ nhà mẹ mắng cho tấm cũng biết tính gì xử ưa sạch sẽ nên liền nghe lời cám Vậy em đợi chị lát. Chị qua khúc sông kia ngộp nhanh mấy cái rồi chị em mình cùng về. Vâng, chị cứ đi đi. Em đợi. Sau khi tấm ngục người xuống sông, cám liền đổi giỏ cá của mình lấy giỏ cá của tấm rồi mang đi. Không quên cười lớn rồi trêu tấm. Chị từ từ mà ngục lặn nhé. Em về. Ha ha. Đồ ngu. Cám. Cám. Thấy cám bỏ đi, tấm cũng vội lên bờ mang lại bộ áo váy ngoài rồi lại kiểm tra giỏ đựng cá bên trong không hề có một con cá nào hết biết mình bị lừa tấm ngồi xuống ôm mặt khóc nức nở mải khóc nên không để ý tiếng chân ai đi lại gần bên cạnh cho đến khi giọng nói cất lên cô gái sao lại ngồi đây khóc tấm giật mình ngẩng mặt lên trước mặt mình là nam thanh niên tuấn tú và đây cũng là lần đầu tiên cô tiếp xúc gần với một người khác phái nên thấy e ngại anh anh là ai? Gương mặt thanh tú, đôi mắt trong veo phẳng lặng tựa hồ, đôi môi không son nhưng đỏ thắm ấy vô tình lạc vào trái tim của nam thanh niên lạ. Anh nhìn ngắm tấm một lúc mới sực nhớ và trả lời. Ta, à, tôi chỉ vô tình đi ngang qua đây, nghe tiếng khóc nên tôi muốn hỏi xem thôi. Tấm vội vàng gạt đi nước mắt, rồi ôm cái giỏ vội vội vàng vàng bỏ đi. Anh còn chưa hỏi được tên cô, chưa bắt chuyện thêm một câu nào thì không thể để cô đi mất được nghĩ nhanh một kế anh vội kêu lên a a a đau quá tôi đau chết mất anh thanh niên ấy cứ ôm bụng kêu đau tấm thấy vậy cũng không thể bỏ đi được lòng chắc ẩn của cô trỗi dậy nên đã quay lại hỏi han anh gì ơi anh sao thế anh đau ở đâu tôi chắc tôi đói quá nên đau bụng chết thật anh chưa ăn gì à có lẽ thế tấm luống cuống nhìn quanh rồi dìu anh thanh niên ấy đến đám ruộng hoang đằng kia anh đợi lát tôi kiếm gì cho anh ăn tấm bỏ đi lúc sau mang về mấy củ khoai lang sống rồi đưa về phía anh ấy anh ăn tạm đi tôi rửa sạch sẽ rồi anh thanh niên ấy cứ cầm củ khoai xoay ngang lại xoay dọc vì không biết nên ăn thế nào anh lơ qua chuyện ăn kiếm chuyện nói với cô Cô tên gì? Tôi tên Thanh. Tôi tên Tấm. Anh chắc không phải người vùng này. À, tôi là thái y trong cung, đến đây để điều tra nguyên nhân bệnh dịch của làng hạ. Vậy à? Có gì đâu mà phải điều tra. Bố nuôi tôi nói, không uống nước là được. Bố nuôi cô là ai? Bố nuôi tôi là một thầy thuốc đấy. Ông ấy giỏi lắm. Ông ấy bệnh gì cũng biết nhé nhưng ông ấy lại không chữa cho ai bao giờ người tài như vậy sao không nói bố cô tiến cung làm thái y bố tôi không thích nơi đông người chỉ thích ở nơi yên tĩnh thôi vậy vậy cô cho tôi gặp bố nuôi của cô được không tôi phải hỏi ông ấy đã vậy cô hỏi đi có gì ngày mai chúng ta lại gặp nhau tại đây được không à cô đưa cái này cho ông ấy biết đâu ông ấy sẽ chịu gặp tôi tấm cầm lấy thẻ bài của vua trên tay nhưng không biết là gì. Sau đó liền chào tạm biệt và về. Cô cũng không nghĩ là mình vừa gặp nhà vua. Còn nhà vua cứ ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng tấm. Trái tim cứ đập rộn ràng. Về nhà lúc này cũng đã là khá muộn. Vừa vào đến nơi thì dì sửu đã đứng chống nạnh. Mặt hầm hầm chửi rủa. Con kia, mày chết mồ chết mà ở đâu giờ này mới về hả? Tấm co rúm người vì run sợ. Con, con xin lỗi gì? Mày định để mẹ con tao chết đói à? Cái thứ vô tích sự như mày đúng là không làm được việc gì mà. Chát, chát, từng đợt roi mây dáng thẳng vào người tấm không thương tiếc. Những vết bầm, những vết máu dần hiện lên, đánh chán rồi gì xử mới cho tấm vào nấu cơm. Cũng may có thuốc ông Lữ đưa cho nên dù ăn nhiều trận đòn roi, làn da trắng hồng của cô cũng không để lại vết sẹo nào. Sáng hôm sau, tấm mang tấm thẻ mà nam thanh niên tên thanh đưa cho ông lữ bố ơi hôm qua có một người đàn ông còn trẻ đưa cho con cái này anh ta nói anh ta là quan thái y trong triều ông lữ cầm thẻ bài lên nhìn một lúc mới hỏi tấm anh ta có nói gì với con không hôm qua con nói với anh ta là bố giỏi lắm bệnh gì cũng chữa được bệnh dịch bên làng hạ bố cũng biết chữa nên anh ta đòi gặp bố Vậy, con cũng không biết anh ta là ai à? Anh ta là nhà vua đấy." Tấm sừng sốt khi nghe ông Lữ nói thế. "Nhà, nhà vua ạ?" À. "Đúng vậy. Được rồi, con nói với anh ta là ta đồng ý gặp." "Vâng, con biết rồi ạ." À. Nói rồi ông Lữ đưa bàn tay già nua xấu xí quệt ngang lên má của Tấm, nơi có vết thương mới vừa khô. "Lại bị đánh à?" tấm chỉ khẽ gật đầu rồi định xoay người đi ông lữ gọi lại tấm cho con nè. ông lữ đưa cho tấm một con mèo nhỏ màu đen tuyền đặc biệt con mèo này không kêu nó chỉ quấn lấy người thôi tấm ôm lấy con mèo nhỏ thì vui lắm ở đâu thế hả bố cưng quá bố nhặt được ven đường chắc ai người ta bỏ cứ mang nó bên mình làm bạn với con vâng ạ sau đó tấm ôm con mèo nhỏ cho vào cái làn rồi đi ra ngoài con mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm ngủ yên trong cái làng không quậy phá kêu gào cuộc gặp giữa nhà vua trẻ và ông lữ cũng diễn ra trong thầm lặng ông lữ cũng không nói lên danh phận của nhà vua cũng không quên dặn dò tấm cũng thế ông lữ ra điều kiện với nhà vua nếu tôi chữa được bệnh dịch thì quan thái y đây cho tôi được lợi lộc gì nam thanh niên tên thanh lên tiếng tôi sẽ bẩm với vua đáp ứng những gì ông muốn vậy được thứ nhất cho tôi căn nhà lớn có cuộc cải và vật chất thứ hai cho con tấm được về ở hẳn với tôi không ở với mẹ kế của nó nữa việc đó quá đơn giản ông còn điều kiện gì nữa không tôi chỉ cần thế thôi tôi biết rồi chỉ cần ông chữa được tất cả mọi yêu cầu của ông được đáp ứng tôi lấy gì làm tin lấy lời nói của tôi làm tin vì đã biết là nhà vua nên ông lữ cũng không vặn vẹo gì thêm bởi thẻ bài đó chỉ có một cái duy nhất và chỉ có nhà vua mới được có thẻ bài đó ông lữ lấy ra một cái hủ nhỏ đưa cho thanh quan thái ý hãy mang cái hủ này đổ xuống nguồn nước của làng hạ sau đó chỉ cần lấy nước đó cho họ uống là được nói rồi ông lữ chào thanh rồi đi về trước để tấm ở đó nói chuyện tấm cũng bận bịu công việc lắm nên cũng chào thanh rồi đi thanh níu lấy tay tấm lại cái níu tay đầy sự lưu luyến tấm em khoan vội đi có gì không anh tôi còn nhiều việc lắm tôi tôi muốn lấy em làm vợ từ lúc gặp em tôi đã biết em chính là nhân duyên của đời mình ánh mắt em nụ cười em cứ lẩn quẩn mãi trong tim tôi hai má của tấm ửng hồng lên vì ngượng nó lại làm tăng lên thêm nét đẹp dịu dàng đằm thắm của cô tôi tôi hãy cầm lấy cái này một tháng nữa khi tôi sắp xếp xong mọi việc sẽ cho người đến đưa em vào cung em sẽ là hoàng hậu của ta hoàng hoàng hậu đúng vậy ta chính là vua đây là vật định hôn của ta dành cho em hãy cất kỹ khi có người đến đón em đưa vật này ra là được Nói rồi nhà vua ôm vội tấm vào lòng, rồi mới vội vàng rời đi. Tấm khi nhận được lời cầu hôn của vua thì hôm đó cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, tự cười một mình suốt mấy hôm. Thấy tấm cứ hay ngồi nói chuyện rồi cười đùa với con mèo, điều đó nó làm Cám cũng cảm thấy chướng mắt. "Mẹ, chị Tấm dọa này bị sao thế?" Suốt ngày cười nói với con mèo câm. "Ôi dào, Thay kệ nó con ạ, à, quan tâm làm gì cho mệt." để thời gian chăm da, chăm tóc cho đẹp. Nhắc tới nhan sắc, cám dịu giọng ngay. Cô sợ xấu lắm. Mẹ cô nói nhan sắc của cô nếu không làm được hoàng hậu thì ít nhất cũng làm dâu phú hộ giàu nhất nhỉ. Tính cô lại kiêu căng lười nhác, bởi tư nhỏ đã được sự trở che bao bọc của mẹ. Công việc không đụng đến một đầu ngón tay. Rồi một hôm, cám phát hiện ra tấm có một cái gì đó bí ẩn, nên cô liền mách mẹ. Mẹ, chị tấm có giấu gì đấy luôn mang theo bên người con không tài nào lấy được nó thì có cái gì quý giá đâu con nói thật đấy hay nó đào được gì quý giá nên định ăn mãnh một mình mẹ hỏi nó thử xem nghe đến đây dì sửu mới bắt đầu tin vào lời con gái nói ừ để mẹ hỏi nó xem nay dì sửu gọi tấm lên không biết là sai việc gì dì gọi con nay dì sửu như một người khác, ăn nói ngọt ngào, dịu dàng hết sức. Tấm này, bố con mất sớm, một tay dì làm lụng vất vả nuôi hai chị em con khôn lớn thế này. Chưa từng bỏ đói hay hành hạ hai đứa ngày nào, nay con có gì tốt có định cho dì hưởng chung không? Con, con có gì tốt đâu ạ? À? Lập tức thái độ của dì sử thay đổi nhanh chóng. Mày con già mồm, hay mày ăn cắp đồ của ai nên định giấu hả? cái thói ăn cắp để tao biết tao chặt gãy tay bị dọa nên tấm sợ bản tính thật thà nên tấm nói con không ăn cắp gì đây là lệnh bài của nhà vua còn đâu vài hôm nữa nhà vua sẽ đón con vào cung làm hoàng hậu hai mẹ con cám ngây ngốc nhìn nhau rồi di sửu lại dịu ngọt với tấm thế thế sự việc là nó thế nào tấm kể hết mọi việc cho dì sửu nghe kể luôn cả việc lâu nay tấm lo cho ông lữ và nhận ông ấy làm bố nuôi nhưng tấm không kể hình dáng ông lữ ra sao nên dì sửu cũng không thể biết mặt người quen dì sửu nhìn tấm cười tốt quá vậy dì mừng cho con vào cung rồi đừng quên mẹ con dì nghe con công dì theo bố con bao năm rồi bố con chết trẻ để dì lại đơn côi một mình vâng ạ à. thôi con đi làm việc đi vâng con đi đây. tấm đi rồi. cám cáo kỉnh hàn học. mẹ, chị tấm sao lại tốt số thế chứ? chị ấy làm hoàng hậu còn con thì sao? con không chịu đâu. bình tĩnh, để mẹ tính. chỉ cần nó không làm được hoàng hậu là xong thôi mà. hai mẹ con họ lại cười gian xảo, rồi cùng nhau bày kế hiểm ác. thời gian đón tấm cũng đã cận kề, nay mẹ con cám sẽ thực hiện âm mưu tàn độc. Di Sửu nói với Tấm. Mấy hôm nữa con vào cung rồi. Thôi con leo lên hái buồng cao. Đem đĩa trầu đặt lên bàn thờ bố mẹ con rồi xin. Rồi từ biệt. Dạ gì? Nghe lời Di Sửu. Tấm săn áo săn váy leo lên cây cao. Cây cao này tấm leo suốt nên nó cũng không thành vấn đề. Khi vừa leo lên đến ngọn. Di Sửu đứng dưới này lấy cái dựa chặt cây. Thấy cây rung mạnh tấm không thể hái cau được chỉ biết ôm cứng lấy cây cau gọi với xuống dì ơi dì làm gì thế con ngã mất dưới này kiến nhiều quá con ạ à. dì đang đuổi kiến sợ nó cắn con dừng lại dì ơi con sợ phía bên dưới từng nhát dựa được chặt mạnh vào cây tấm chỉ kịp hét lên vài tiếng trước khi ngã xuống đất cứu có ai cứu tôi với dầm cả cây cả người rớt như sung dụng. Nhìn thấy cái chết của tấm mà cám sợ run lên cầm cập. Tay chân tấm gãy vẹo, lòi cả xương ra ngoài. Đầu đập xuống đá nát bay, não và máu chảy ra nhầy nhụa. Đôi mắt trợn trừng, một bên mặt thịt dập nát hết. Nói chung cả cơ thể không còn nguyên vẹn. Một cái chết thật thảm thiết cho con người lương thiện. Di Sửu cũng không phải lần đầu tiên giết người, nên cảm xúc trở nên vô cảm. Di sử chỉ cần đạt được mục đích mà thôi. Thấy con gái sợ hãi ngồi thụp xuống đất. Di sử lại an ủi. Đừng sợ. Có mẹ đây. Xong rồi. Sợ. Con sợ. Quá mẹ ơi. Mạnh mẽ lên con. Nếu không không làm việc lớn được đâu. Nào giúp mẹ giấu xác. Tối chúng ta chôn Vâng. Vâng. Cám luống cuống đi theo mẹ mang những đống rơm khô phủ lên che đi cái xác đến tối họ mới chôn cho khỏi bị nghi ngờ. Nhưng khi vừa quay lưng đi được tầm 10 bước chân, tiếng mèo nhỏ sau lưng kêu lên thảm thiết. Nó vừa kêu vừa cào bới đống rơm. Cám sợ hãi chạy ra núp sau lưng mẹ. Dì Sửu cũng sợ lắm. Rõ ràng con mèo này bị câm mà. Sao hôm nay nó lại? Cám dục mẹ. Mẹ! Mẹ ơi! Con mèo! Nó! Nó! Chị Sửu cũng sợ lắm chưa bao giờ gặp cảnh này không lẽ con tấm mới chết lại hiển linh vậy sao di sử cố gắng lấy hết dũng khí đi lại chỗ con mèo tóm lấy cổ nó nó cố cào cấu không chịu khuất phục và kêu lên ầm ĩ di sử sợ mọi người nghe thấy liền đập đầu nó vào tảng đá to gần đó đập mạnh mấy phát con mèo cũng chết tươi rồi cũng bị quăng lên đống rơm trên cái xác của tấm sau đó hai mẹ con di sử vội vã rời đi Cám lo lắng nhìn quanh rồi hỏi mẹ. "Mẹ, nhỡ lúc nãy có ai họ thấy họ chạy qua thì sao hả mẹ?" "Thì nó chỉ là tai nạn chứ sao con." "Vậy, vậy làm sao con làm được hoàng hậu? Người ta xuống đón chị Tấm kia mà, hay con phải làm chị Tấm hả mẹ?" "Ai nói con phải làm nó? Người ta xuống đón người có thẻ bài kia mà." Tuy vẫn còn sợ, nhưng bọn họ lại nở nụ cười đắc ý ngay được lòng dạ con người khi muốn đạt vinh quang thì thật tàn nhẫn đến khiếp sợ. Đêm hôm đó, đợi trời thật khuya họ mới ra phía sau phi tang cái xác của tấm. Chị Sửu dở từng lớp rơm che phủ. Trong đêm hiu hắt ngọn đèn dầu thôi nhưng vẫn thấy được ánh mắt trợn trừng oán hận của xác tấm. Tay chân gì sử run lập cập. Dù mấy lần cố gắng vuốt mắt nhưng mắt tấm không hề nhắm lại. Bọn họ kéo xác tấm lên cái xe kéo nhỏ. Lại đậy rơm lên rồi kéo ra vùng đất hoang giết người cũng mệt nhưng đến khâu phi tang xác thì lại càng vất vả hơn hai mẹ con họ hì hục đào hố rồi kéo xác tấm ném xuống đó cả xác con mèo nhỏ nữa chỉ cần xong giai đoạn này họ có thể ăn ngon ngủ ngon rồi xong việc bọn họ lại đi về coi như không còn liên quan gì nữa màn đêm tối tịch mịch tiếng ếch nhái kêu đêm thêm tiếng gió vù vù lâu lâu thổi ngang qua những cơn lạnh lẽo nó khiến cho ai đứng đó cảm giác âm u không khác gì thế giới người chết. Những tiếng lạ từ xa vọng lại cũng khiến họ giật thót tim gan. Âm thanh quen thuộc lại vang lên sau gò đất mới. Thê lương, thảm thiết và đáng sợ. Meo, meo, meo. Không nói không rằng, hai mẹ con cám nhìn nhau rồi co giò chạy mất. Hôm nay là hôm thứ hai rồi, không thấy tấm đến. Ông Lữ chỉ đành đào khoai nấu ăn tạm. Ông lo cho tấm lắm không biết chuyện gì nên liền đưa ngón tay lên bấm quẻ một hai ba ngón tay dừng lại khuôn mặt ông lữ cũng trùn xuống ông lữ chỉ len lén thở dài ta biết mà biết rồi cuối cùng cũng có hôm nay mà sau đó ông lữ đứng lên mang áo tơi đội nón đi trong cơn mưa giả dích đi lâu lắm ông cũng đến được ngôi mộ tạm của tấm tiếng mèo kêu dưới lớp đất thảm thiết vẫn vang lên mèo Mèo. Ông Lữ đến nơi rồi ngồi xuống, vỗ tay nhẹ xuống đất. Ta tới rồi, ta đưa con về nhà. Tiếng mèo cũng ngưng bặc, giờ chỉ còn lại tiếng mưa và tiếng bới đất của người bố nuôi mà thôi. Khi đất được bới lên, đôi mắt tấm vẫn trợn trừng. Nước mưa nhỏ xuống cũng trôi bớt đi đất cát trên gương mặt oán hận của xác tấm. Thịt da nát bay, nhão nhẹt. Ông Lữ đưa tay vuốt mắt thì lúc này mắt của tấm mới nhắm lại được người bố nuôi già nua thân thể tật nguyền cố gắng lôi xác tấm vào cái mo cau già khô để kéo về thân thể đã gãy nhưng cũng đã cứng lại khiến ông lữ làm việc cũng khó khăn hơn ông lữ cũng không quên mang theo xác con mèo nhỏ vừa đi ông vừa hát nghêu ngao trong mưa mấy đời bánh đúc có xương mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng con chồng mẹ ghẻ không thương ra tay đành đoạn nát tương thân này đi lâu lắm Ông lữ mới kéo được xác Tấm về căn lều tạm của ông. Bởi mưa gió, bởi thân già tật nguyền nên ông lữ phải nghĩ vài lần. Bên ngoài trời vẫn mưa lớn lắm. Ông thay đồ rồi lại ngồi bên bếp lò, hưởng chút ấm áp của than tàn. Vừa sửa ông vừa quay sang nói với xác chết của Tấm. Mình về nhà rồi con, con không còn phải lạnh lẽo một mình ngoài đó nữa. Con cố gắng đợi bố một thời gian nhé. Một thời gian nữa bố sẽ hồi sinh con đang nằm ngủ, nhưng cám lại vã hết mồ hôi, cơ mặt nhăn lại, miệng hô hào, tay chân cô loạn xạ. Không phải tôi, tôi không giết chị. Tránh ra, tránh ra. Dì sửu lay mãi cám mới tỉnh khỏi cơn ác mộng. Cám, tỉnh lại con, mẹ đây. Cám giật mình, mở mắt, theo thói quen cô ôm chầm lấy mẹ của mình. Tinh thần hoang mang hoảng loạn. Mẹ ơi, con sợ chị ấy lại đến mày yếu bóng vía quá con ạ à, nó chết mấy hôm rồi nó có làm gì được mình đâu mỗi lần con đều thấy chị ấy toàn thân đầy máu cơ thể gãy gập đôi mắt trợn trừng đòi lấy mạng con không sợ chỉ là ác mộng thôi con mà cứ thế này thì làm sao mà làm vợ vua được hả không hé lộ chuyện thì có mà chết cả lũ nhưng di sửu lại an ủi con gái mình làm đến nước này là vì tương lai của mẹ con mình. Con phải mạnh mẽ lên hiểu không? Sau này chỉ có mình con trong cung. Con còn phải đối diện với bao nhiêu người. Làm sao con biết được lòng dạ họ thế nào? Nói rồi, dì Sửu lại ôm con gái vào lòng rồi vỗ về. Dì Sửu nhớ lại ngày xưa khi mới giết mẹ của Tấm. Dì cũng đã hoang mang lo sợ một thời gian. Nhưng rồi mọi chuyện đều qua hết. Mình mạnh mẽ thì không ai làm được gì mình còn ông lữ lúc này ông bắt đầu đào hố làm tựa như một cái lò sau đó lấy bùn đất đắp lên người tấm tay chân chỗ nào gãy thì ông bẽ lại cho thẳng đợi bùn đất khô lại ông kéo xác được đắp bùn đất để lên cái hố ông đào sẵn và bắt đầu nung trước khi nung ông lữ đã tẩm lên cái xác ấy bao nhiêu loại độc dược để cả con búp bê vải lên người tấm và đây là lần đầu tiên ông lữ làm việc này sau bao nhiêu năm nghiên cứu thì đây là lần đầu tiên ông áp dụng lên thân thể con gái nuôi của mình vừa nung ông vừa đọc chú hồi sinh một tuần sau làng đông xôn xao đến lạ tiếng kèn tiếng nhạc rền vang cả làng ai nấy đều ra đường chờ lãnh lộc vua bởi hôm nay làng đông có tin vui lớn cô gái làng đông được may mắn làm hoàng hậu ai nấy đều kháo nhau gớm con bé đánh đá thế mà phúc nhà nó to thật các bà ạ à riêng gì con 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 mẹ cũng không ai dám đụng vào chỉ tội con tấm không biết bỏ nhà đi đâu ừ con bé đấy hiền lành dễ thương mà phúc mỏng thật một người khác nhìn quanh rồi đưa ngón tay lên miệng suỵt thôi các bà bé mồm vào mẹ con con cám mà nghe thấy chắc mình không yên thân đâu phải phải kháo chuyện xong họ lại đứng xem đoàn lính mang lễ vật mang kiệu đến nhà gì xửu Lúc này cám vận áo dài cực đẹp. Trên người bao nhiêu là đồ đắt tiền. Hai mẹ con bọn họ cứ súng xa súng suýt. gì Sửu nói với con. Vào cung nhớ đến mẹ đấy nhé. Tất nhiên rồi. Con có mỗi mình mẹ mà. Hôm trước tên quan đến hỏi thì mẹ cũng nhanh trí đưa cho hắn một số tiền. Rồi thì còn nói với hắn bao nhiêu việc hứa hẹn. Nên mới thuận buồm xuôi gió đấy. Trên đời này ai mà thông minh bằng mẹ con chứ? Hai mẹ con họ lại ôm nhau cười khoái chí. Lúc sau đoàn đón dâu cũng đến, đi đầu là một vị thái giám. Vào đến cổng ông ấy đã gọi lớn. "Chúng tôi đến đón người." Di Sửu lật đật dìu Cám ra ngoài. Vị quan thái giám mới hỏi, "Có vật gì chứng minh không?" Cám mới đưa thẻ bài cho quan thái giám xem. Sau khi đã xác định được thẻ bài là thật, thì quan thái giám mới cúi người, "Mời người lên kiệu." chia tay mẹ trong nước mắt cám nghênh ngang đàng hoàng lên kiệu từ nay cô không còn là con cám quê mùa nữa mà là hoàng hậu của một nước chỉ nghĩ đến phú quý trước mắt mà cám cứ cười suốt thôi khi kiệu chưa ra khỏi nhà bao xa con mèo nhỏ ở đâu chạy vào trước đoàn kiệu dáng đi nhỏ bé siêu vẹo thân thể đầy máu lòng ruột thì lòng thòng nó đứng trước đoàn đưa dâu kêu lên ba tiếng ai oán mèo 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 rồi lăn đùng ra chết. Quan thái giám sợ động đến cám nên đã sai người mang vất nó đi. Cám phía sau cũng tò mò không biết chuyện gì phía trước, bởi vì xung quanh lại là những lời bàn tán không hay. Nhưng thôi kệ, cô cũng không quan tâm nữa. Không việc gì quan trọng bằng việc cô sẽ là hoàng hậu. Lúc này trong cung, yến tiệc đã được bày, quan khách cũng đông đủ. Hoàng thái hậu cũng háo hức chờ đợi bởi khi nghe nhà vua nói rằng cô ấy là một cô gái dịu dàng hiền hậu lại là con cái nuôi của thầy thuốc chữa được dịch bệnh nên bà rất thích cho đến khi cám xuất hiện trước mặt nhà vua thì nhà vua nổi giận không phải cô ấy ai nấy đều nhìn nhau hoang mang vị thái giám là người lo lắng nhất liền đưa thẻ bài ra trình vua cô cô ấy có thẻ bài nhà vua cầm lấy thẻ bài nhưng vẫn nổi giận cô ấy không phải nhà vua đến bên cám hỏi chuyện sao lại là cô tấm đâu lúc này cám sợ hãi lắm nhưng cố gắng làm đúng những gì mẹ cô nói cô quỳ phủ phục trước mặt nhà vua chị tấm chị tấm bỏ đi rồi đi theo người chị ấy yêu chị ấy chị ấy nhờ em thay thế không đúng sao lại như thế được tất tất cả là sự thật em không dám trêu đùa nhà vua. Nhà vua tức lắm, gào lên. Chết tiệt. Lúc này hoàng thái hậu mới thở dài, lên tiếng. "Thôi, lễ cưới vẫn tổ chức đi. Lệnh vua tựa núi Thái Sơn, ai có lệnh bài là vợ vua." Nhà vua cũng mặc kệ, bởi mọi suy nghĩ đều đổ dồn vào nàng tấm bội bạc. Nhà vua dự định rằng sau đám cưới này sẽ cùng tấm quay về đền ơn cho bố nuôi. Đâu ngờ còn cám miệng mỉm cười mãn nguyện sau khi nung đủ bảy bảy bốn chín ngày ông lữ lấy cái diều đập vỡ lớp đất nung bên ngoài ra bên trong là một cơ thể lành lặn của tấm chỉ một vài giây sau mắt tấm mở nhanh ánh mắt lạnh lùng vô hồn nhịp thở vẫn đều đều trở lại tấm ngồi bật dậy như cái lò xo như một cái kiểu gì đấy không phải con người điều đầu tiên là tấm xem xét bàn tay của mình thử cử động cả chân và cổ nữa Ông Lữ vui lắm vì ông đã hồi sinh tấm thành công, thành công hơn cả mong đợi. Ông cười nói với cô. Con tỉnh rồi à? Tấm lạnh lùng hỏi lại. Bố cứu con à? Ừ, bố đã rất cố gắng. Tấm không nói lại nữa, chỉ lặng lặng đứng dậy. Bẻ ngoặt cái cổ qua hai bên khởi động, rồi lại lạnh lùng nói lại. Con đi lấy lại những gì là của mình đây? Tấm, tấm dù có gọi thế nào tấm cũng không quay người lại chỉ chăm chăm đi thẳng về phía hoàng cung đôi chân trần dẫm lên cỏ gai tứa máu nhưng tấm vẫn không hề có cảm giác gì ông lữ biết tấm bây giờ không còn là tấm xưa nữa bởi giờ đây trong cơ thể ấy chỉ lưu lại một phần hồn phách mà thôi ông lữ làm như vậy cũng là trả ơn công tấm đối với ông lâu nay về phần cám những tưởng vào cung là làm trù thiên hạ trên vạn người dưới một người nhưng ngờ đâu nhà vua lại lạnh nhạt với cô sau đó còn lấy nhiều thê thiếp cô ở trong cung không khác gì ở tù không ai bầu bạn suốt ngày thui thủi một mình ngoài thê thiếp ra nhà vua chỉ suốt ngày quấn quýt bên con mèo đen một con mèo mà cô biết nó rất quen dù bao nhiêu lần cô muốn mang nó vất đi nhưng không dám đến gần có lần nó nhìn cô rồi nói giật chồng tao tao cào mặt ra cô biết nó ma quái cô đã nói với nhà vua, với mọi người nhưng không ai tin cô. Cô sợ nó lắm, cô chỉ biết tránh xa nó mà thôi. Với cái chết của Tấm, cô cũng chưa bao giờ hết ám ảnh. Lâu lâu cám vẫn thấy Tấm đứng ngay cửa nhìn cô, có lúc còn đưa tay bóc cổ cô trong nhiều giấc mơ. Cám sợ hoàng cung lắm rồi, chỉ muốn về trong vòng tay mẹ mà thôi. Một hôm khi nghe tin ngoài cổng hoàng cung báo đến, nhà vua nhanh chóng leo lên lưng ngựa phi thẳng ra cổng thành nhà vua ngạc nhiên khi thấy tấm đứng đó rất giận nhưng vẫn mong một câu giải thích từ tấm em không phải em bỏ ta đi theo người em yêu rồi sao nhà vua giận dỗi tấm yếu đuối nước mắt rưng rưng em em bị bắt cóc em bị gì em bắt cóc vì họ không muốn em làm vợ vua nước mắt mỹ nhân anh hùng nào tránh khỏi nhà vua liền ôm chầm lấy tấm vỗ về Ta xin lỗi, là ai dám bắt cóc em, ta sẽ xử họ. Em ấy ở đây. Nói rồi nhà vua đưa Tấm Phi thẳng vào cung, chào hỏi Hoàng Thái hậu rồi cho người đưa Tấm đi tắm gội. Sau đó mới cùng Tấm đi đến gặp Cám hỏi chuyện, nhưng Tấm xin phép, ngài có thể để em được nói chuyện riêng với cô ấy không? Dù sao cô ấy cũng là em gái của em. Nhà vua biết Tấm nhân từ, hiền hậu nên để cô ấy tự quyết chuyện của mình. Và có điều nhà vua không hiểu là vì sao lần đầu gặp tấm mà con mèo đen của vua lại cuốn lấy chân tấm không thôi. Mặc dù lâu nay không cho ai động vào, nhưng nay lại ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của tấm. Tấm được khiêng võng đến chỗ cám ở, khi thấy tấm ngoài cửa cám đã hoảng loạn choáng váng. Chị! Sao chị? Tấm ra lệnh cho mọi người đứng bên ngoài. Mình mình đi vào trong cũng cám ở. Trên tay vẫn ấm theo con mèo đen. Vào trong tấm nhìn quanh mày thay thế tao. Sống ở đây sung sướng quá phải không? Chị, chị là ma hay quỷ? Tấm bật cười khanh khách, nụ cười rất đáng sợ. Mày nói thử xem. Chị đúng là đồ quỷ quái. Sao một người, một người, chết lại có thể sống lại được? Tấm trợn trừng mắt, giọng đai nghiến. Là do tao mạng lớn mới có thể sống lại được mày có biết cái cảm giác toàn thân gãy nát nó thế nào không mày có biết cảm giác địa ngục nó lạnh lẽo và đáng sợ thế nào không cám sợ sợ đến nỗi ngồi bệt xuống ghế sợ đến nỗi xanh cả mặt tái cả người trước khi đi tấm còn nói lại mẹ con mày hãy chờ xem xem con tấm bây giờ với ngày xưa thế nào cám run rẩy lo sợ bởi lời đe dọa ấy và bị tấm giam lỏng cám không thể nào báo tin được cho mẹ mình nghe tin con gái về thăm di sử vui sướng lắm nên đã sai người làm làm nhiều món cho con gái tẩm bổ cơ thể khỏe mạnh mới mau chóng mang thai rồng từ khi cám làm hoàng hậu di sử có cuộc sống vươn giả hẳn lên ăn trắng mặt trơn không lo gì về cuộc sống sau này khi chiếc kiệu rừng trong hiên nhà di sử đon đã ra đón nhưng bước chân và thái độ nhanh thay đổi khi nhận ra đó không phải là con mình tấm sao mày có thể bà ngạc nhiên lắm sao? Mày, mày. Tấm lớn giọng. Mang con cám vào đây. Binh lính kéo gô cám vào hiên. Toàn thân đầy máu và vết thương do bị đánh. Áo quần tả tơi. Đầu tóc rối bời. Di sử liền ôm lấy con gái. Chỉ chiết tấm. Mày. Mày sao lại đối xử với con tao như thế? Đồ độc ác. Độc ác. Độc ác có bằng bà không? Mày. Bao nhiêu năm nay tôi như trâu như ngựa. Làm bán mặt để lo cho mẹ con bà. Rồi thì sao? Kết quả mấy người đã đối xử với tôi thế nào? Mẹ con gì xử im lặng. Tấm lại tiếp. Nay tôi về lấy lại những gì cần lấy. Trả thù những ai nợ nần với tôi. Dì Sửu van xin, vì đây không còn là tấm ngày xưa, hiền lành chịu đựng nữa. Dì xin con tha cho mẹ con gì, nay con cái gì cũng có, chấp gì những người như gì tấm lại bên thỏ thẻ vào tai dì sửu nếu bà cũng tha cho tôi một đường sống đã khác tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác trước khi chết đau đến thấu trời toàn thân vụn vỡ tôi có thể cảm nhận thấy từng dòng máu trong cơ thể tôi chảy ra ngoài dì sửu lo sợ cùng cực vẫn cố quỳ gối van xin tấm thẳng chân đá dì sửu ngã lăn rồi ra lệnh cho binh lính nấu cho ta ấm nước sôi để ta thanh tẩy cho bọn họ được sạch sẽ. Hai mẹ con gì xử dập đầu như thế. Nhưng tấm bây giờ chỉ còn lại một phần hồn phách, chứ làm gì còn trái tim. Trái tim con người ấy đã ngừng đập lâu rồi, đã bị bọn họ tự tay giết chết rồi. Trước khi tạt nước sôi vào bọn họ, tấm còn tàn nhẫn cắt đứt gân tay gân chân của bọn họ, cho họ cảm nhận chút đau đớn mà tấm đã chịu. Toàn thân và mặt bị phỏng, bọn họ nguyền rủa tấm mày là đồ ma quỷ. Nó chết rồi. Nó là ma quỷ đấy. A a a. Tấm lại cười khanh khách vì vui sướng, vì hả dạ. Tưởng đâu mọi chuyện đối với họ là xong, nhưng Tấm đâu có để vậy. Trước khi đi Tấm còn làm một chuyện nữa. Cột bọn họ vào đá rồi thả xuống sông. Cột không chắc thì tự lấy mạng mình mà thay thế. Hai mẹ con gì xử lại van xin. Xin không được thì chửi bới cuối cùng lại là nằm dưới lòng sông cùng nhau cảm nhận cái chết đến từ từ trên đường về lại cung tấm dặn dò người dưới cái gì cần nói thì nói nếu không thì kết quả các người cũng không khác mấy đâu cả đoàn tùy tùng chỉ biết vâng dạ nghe lời từ đó tấm sống trong cung với vua hạnh phúc còn những chuyện diễn ra trong và sau đó thì không ai biết cả nội dung của video ngày hôm nay đến đây là kết thúc thưa quý vị tâm linh luôn là một điều bí ẩn mà đến giờ chưa thể lý giải. Rất mong được sự đóng góp ý kiến của quý vị khán thính giả, hoặc quý vị có thể xác minh xem mình đã từng gặp hay tin vào chuyện tâm linh hay không bằng cách comment bên dưới. Cũng như để lại bình luận bên dưới video, giúp kênh ngày càng phát triển hơn, cũng như có động lực để làm ra những video tiếp theo phục vụ quý vị khán thính giả. Xin cảm ơn và chúc quý khán thính giả một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc.